Xin chào tất cả các bạn và mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì hiện tại hôm nay là ngày 29 tháng 9, mình vẫn còn có mặt tại cầu Phong Châu, Phú Thọ để cập nhật cái diễn biến, cái tình hình hiện tại nơi đây cho mọi người đang quan tâm cầu Phong Châu, Phú Thọ ngay lúc này ha. Thì hiện tại cho đến thời điểm hiện tại mình bấm máy quay đây đã tìm được 4 nạn nhân rồi nha các bạn. Còn 4 nạn nhân còn lại thì ở bên đội thợ lặn và bên cơ quan chức năng cũng đang miệt mài cố gắng để mà tìm kiếm. Thì ngay lúc này đây thì mình cũng mong có một cái phép màu gì đó xuất hiện ngay lúc này ha, để sớm tìm được 4 nạn nhân còn lại ha. Thì hồi sớm là mình thấy có một chiếc xe cẩu phía trên bờ. Thì hiện tại thì chiếc xe cẩu cũng đã thu cần lại này các bạn. Còn nói chung là một phần của nhịp cầu đã bị rơi xuống, thì ảnh cũng đã cẩu lên được hết ở phần phía trên bờ rồi. Còn cái nơi tiếp nước thì không biết là ảnh sẽ làm gì tiếp theo đây các bạn, mình cũng chưa biết nữa. Tại vì cái mình chỉ cập nhật cái thông tin và cái diễn biến hiện tại cho mọi người xem, để mọi người biết được tình hình cầu Phong Châu ngay lúc này ha. Còn cái nơi phía cầu phao thì mình không thể nào quay cho các bạn xem ngay lúc này được, thì mình chỉ truyền tải đi những cái thông tin thôi. Thì hôm nay thì phía cầu phao thì mấy anh đã lắp nó từ phía bờ bên đây sang tới bờ bên kia rồi các bạn. Tại vì mình cũng tuân thủ cái nội quy của bên cơ quan chức năng đưa ra ha, là cấm quay phim chụp hình khi mấy anh đang làm nhiệm vụ đó là bắt cầu phao ha. Nên mình chỉ truyền tải cái thông tin cho các bạn mọi người biết được là cầu phao đã được bắt từ mí sông bên đây, là hiện tại vị trí mình đang ngồi là thị trấn Lâm Thao các bạn, đang bắt xong mà tới nối dài tới bên phía Tâm Nông bên kia rồi. Thì hiện tại thì chắc là chiều nay hay là ngày mai thì xe có thể thông được các bạn. Thì mình chỉ nghe cái thông tin là như vậy, mình sẽ truyền tải cho các bạn xem mọi người biết được. Thì chắc có lẽ là mình cũng không biết là còn cái phần nhịp cầu ở phía bên dưới, tại vì ở phía bên trên mặt nước thì ảnh cũng đã cắt và cẩu lên hết rồi. Mình cũng đã quay cho các bạn mọi người xem từng phần trước đó rồi đó các bạn. Thì diễn biến đây về chiều không biết sao đây ha. Thì mình sẽ luôn ở đây để cập nhật những cái diễn biến và cái tình hình hiện tại nơi đây cho mọi người xem và đang quan tâm ngay lúc này ha. Thì trời thì mình cũng thấy một màu đen huyền thoại rồi các bạn ơi. Thì không biết là chiều nay có mưa nữa hay không thì mình cũng không biết. Nhưng mà hiện tại thì chưa có mưa, thì mình sẽ cố gắng ngồi đây để cập nhật cái diễn biến hiện tại nơi đây cho mọi người xem. Bây giờ là mình đã thấy chiếc cẩu màu xanh đã dương cần ra rồi này các bạn. Không biết là anh sẽ cẩu gì tiếp theo đây. Các bạn mọi người có thể xem là cái hướng bên đó là trời cũng đang kéo mây mưa. Chắc có lẽ là theo mình nghĩ thì chiều nay có thể mưa đấy các bạn. Thì hiện tại xe cuốc trên bờ này các bạn đã dương cần ra rồi. Không biết là sẽ cẩu một cái phần nào đó của cái nhịp cầu tiếp theo ha. Mình cũng xin nhắc lại cho các bạn mọi người đang quan tâm tới cầu Phong Châu ngay lúc này ha. Thì hiện tại cầu phao thì phía bên cầu phao thì mấy anh đang tiến hành lắp, mà nói chung là đã xong rồi các bạn. Nói chung là chờ cái công đoạn mà thử nữa ha. Đã xong nhưng mà xe thì hiện tại vẫn chưa lưu thông được nha. Khi nào mà xe lưu thông được thì mình sẽ quay cái chi tiết cầu phao cho mọi người xem hơn. Thì mong là mọi người xem trên kênh của mình cũng thông cảm giúp mình cái vấn đề này ha. Tại vì bên đó thì hiện tại thì cấm quay phim chụp hình, nên mình cũng phải tôn trọng cái quy định của pháp luật đưa ra ha. Còn hiện tại thì xe cuốc ở phía bên dưới đó các bạn, thì vẫn miệt mài hoạt động để mà lấy đi những cái phần còn lại của cái nhịp cầu gãy ở phía bên dưới lên để cho xe cẩu cẩu lên ha. Thì như các bạn đã thấy này, thì anh cũng đã xử lý xong cái phần cầu, mặt cầu đã tiếp trên cái mặt nước ở phía bên trên. Còn một đoạn ở phía bên dưới nữa các bạn, thì chắc có lẽ là anh trang bị thêm máy tời
Theo mình nghĩ thì chắc ảnh sẽ tời lên đó các bạn. Cái này là chỉ là suy đoán của mình thôi nha. Trời hiện tại cũng đang mưa luôn các bạn. Bây giờ là tiếp tục cẩu lên này các bạn. Thì trời cũng đang mưa luôn các bạn ơi. Các bạn cũng như là mọi người xem video không thấy gõ thì cũng thông cảm giúp mình nha. Không biết sao anh để xuống lại đây. Thì ở phía bên kia mặc dù là trời mưa nhưng mấy anh vẫn cố miệt mài để mà làm việc, để cố làm hoàn thành sớm mấy công việc của mình. Thì qua cái video này thì mình cũng xin chúc cho mấy anh thật là nhiều sức khỏe để sớm ngày làm thành công việc của mình nha. Thì còn cái hướng cầu phao thì mấy anh vẫn đang cố miệt mài để mà hoàn thành cái cầu phao các bạn. Tại vì hiện tại thì mình không có thể nào mà mình quay cầu phao cho các bạn được. Thì mình chỉ cái truyền tải đi cái thông tin ngay lúc này thôi. Thì khi nào mà xe cầu phao lưu thông được thì mình sẽ quay chi tiết hơn cho các bạn mọi người xem cái diễn biến của cái cầu phao nha. Và bây giờ là mấy anh đã đi vô rồi các bạn. Thì mình cũng tìm kiếm cái chỗ núp mưa luôn. Để xem chiều có diễn biến gì đó tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục quay cho mọi người xem nha. Anh đã cẩu thêm một cái phần nào của cây nhịp cầu phía bên dưới lên này các bạn. Các bạn xem nhìn qua một ảnh nhỏ, nó nhỏ như thế này chứ thật chắc ở phía bên ngoài á, xem trực tiếp bên ngoài nó to lắm các bạn ơi. Mặc dù là trời đang mưa nhưng mấy anh cũng đang cố gắng để mà làm việc. Đồng đưa kìa. Bây giờ là trời đã mưa lớn hơn rồi các bạn. Và phía bên đó thì mấy anh cũng đã dừng hoạt động rồi. Để mình zoom cho mọi người xem này. Thì mình sẽ ở đây cho đến khi 5 giờ thì mấy anh có hoạt động hay không và có diễn biến và cái tình hình nó sẽ ra sao và như thế nào thì mình sẽ cố gắng truyền tải đi những cái thông tin đó cho mọi người xem và được biết cái diễn biến hiện tại cầu Phong Châu ngay lúc này ha. Thì sau khi một hồi đã mưa và bây giờ mưa đã tạnh rồi các bạn. Bây giờ là xe cẩu phía trên bờ tiếp tục cẩu lên này. Không biết là cẩu cái gì lên này các bạn. À, cậu đi những cái bình ga lên để mà chắc có lẽ là cái nhiệm vụ cắt thì chắc có lẽ là đã xong rồi. Còn nơi mà trụ cầu nó nằm ở phía bên dưới nước á, thì chắc là mấy anh sẽ dùng đến cái máy tời để tời lên bờ rồi xong rồi tiếp tục đục và cắt và cẩu lên nữa ha. Còn cái phần ở trên bờ á, thì mấy anh đã xong rồi. Còn cái nơi mà đang lắp cầu phao á thì mấy anh đang tiến hành lắp cầu phao, nói chung là mọi thứ cũng đã xong rồi. Từ bên thị trấn Lâm Thao đã nối liền tới bên Tam Nông rồi. Mà bây giờ còn mấy anh còn đang kiểm tra nữa các bạn. Và ngay lúc này đây thì mình không có thể nào quay cho các bạn mọi người xem được, mong là mọi người hết sức là thông cảm cho em nha. Khi nào mà xe lưu thông qua cầu hay là xe lưu thông qua cầu thì mình sẽ quay trực tiếp cầu phao cho mọi người xem được.
Thì chắc mấy ngày nay thì mọi người cũng đã biết được là phía khi mà mấy anh đang thi hành lắp cầu phao thì mà cấm không cho lại gần cái khu vực đó, với lại không có quay phim chụp ảnh được, nên mình không có quay được ha. Thì mình chỉ có thể là ngồi ở phía xa và truyền tải đi những cái thông tin và quay trục chớp cầu cho mọi người xem ngay lúc này. Thì mình cũng xin nhắc lại nha, cho đến thời điểm hiện tại ngày 29 tháng 9 thì đã tìm được 4 nạn nhân rồi. Còn 4 nạn nhân còn lại thì cũng đang thợ lặn cũng đang cố gắng miệt mài lặn mà để tìm kiếm. Thì mình có cái thông tin gì mới thì mình sẽ luôn, mình đã có mặt tại hiện trường thì mình sẽ cập nhật hàng ngày cho mọi người xem biết được cái diễn biến hiện tại cầu Phong Châu ngay lúc này ha. Bây giờ mình sẽ quay cái phần bên dưới cho mọi người xem này. Thì cái hiện tại thì mọi người xem qua màn ảnh nhỏ có thể nhìn thấy là cái nhịp cầu, cái phần ở phía bên trên bờ thì cũng đã cắt và cẩu lên xong hết rồi nè. Còn cái phần tiếp nước ở đây nè các bạn, thì bây giờ nó nằm ở dưới nước rồi, không thể nào mà nhìn thấy được. Thì mấy anh đã cẩu được một phần ở trên bờ rồi. Bây giờ lại tiếp tục cẩu lên thêm một cái phần của nhịp cầu. Thì mưa hồi sớm giờ mưa cũng khá là to các bạn. Bây giờ thì cũng đã, nói chung là vẫn còn mưa, nhưng mà mưa nhỏ thôi, mình vẫn, mấy anh vẫn làm việc được. Thì mình sẽ cố gắng ngồi đây để quay cho mọi người xem. Thì cho đến hôm nay thì mình cũng vẫn còn cảm các bạn, rớt cái gì xuống rồi. Thì cái âm thanh mình, cái giọng của mình nghe nó cũng chưa có rõ lắm. Thì mong là các bạn cũng như là cô chú anh chị xem thì cũng thông cảm vui lòng bỏ qua cho em nha. Thì đã ra đến đây rồi, thì cho dù ra sao như thế nào thì em cũng sẽ cố gắng cập nhật cái diễn biến hiện tại mỗi ngày cho mọi người đang quan tâm và theo dõi ha. Thì mình cũng xin nhắc lại cho các bạn mọi người được biết hơn. Thì cho đến thời điểm hiện tại đã tìm được 4 nạn nhân rồi ha. Và còn 4 nạn nhân còn lại các bạn. Thì phía bên thợ lặn với lại bên cơ quan thì cũng đang cố gắng miệt mài tìm kiếm. Còn về cái việc cầu phao thì đã lắp từ bên bờ Lâm Thao các bạn qua bên tới Tam Nông bên kia rồi ha, đã lắp xong rồi. Nhưng mà còn cái khâu, đó là cái khâu chắc mấy anh sẽ thử nghiệm cho an toàn và chắc chắn rồi mấy anh mới cho xe lưu thông ha. Và hiện tại ngay lúc này đây thì mình chỉ có thể truyền tải đi những cái thông tin đó thôi. Đó là những cái thông tin chính xác mà có mặt tại hiện trường. Tại vì mình không quay cho các bạn mọi người xem được ngay lúc này là do là mấy anh cấm quay phim chụp hình, nên mình không có cách nào để tiếp cận mà đó mà quay được. Mong là các bạn xem thông cảm nha. Thì mình nghe cái thông tin là ngày mai xe sẽ thông qua cây cầu này, thì ngày mai nha. Còn hôm nay thì mấy anh vẫn đang tiến hành làm, nói chung là mọi thứ cũng đã xong rồi, còn mấy anh còn đang kiểm tra. Rồi ngày mai mình sẽ xem mấy anh có quay được cái phần cầu phao chưa. Nếu mà quay mình tiếp cận được thì mình sẽ cố gắng quay cái cầu phao cho mọi người xem được là quy trình của di chuyển mà xe di chuyển qua lại trên cầu phao đó, cho mọi người xem nó chi tiết hơn ha. Bây giờ là mình sẽ cập nhật những cái diễn biến chiều nay thôi, và sẽ trục vớt và cẩu cầu này thôi ha. Và mình sẽ truyền tải đi những cái thông tin như vậy cho mọi người đang quan tâm ngay lúc này. Mặc dù là mình không quay được cầu phao, nhưng mình sẽ truyền tải đi những cái thông tin đó cho mọi người biết cầu phao đã lắp xong ha. Và ngày mai sẽ chính thức sẽ hoạt động đó các bạn. Tiếp tục anh sẽ cẩu một cái phần thanh sắt của cầu. Biết phải không các bạn ơi? Mình xin lỗi mà tại vì xa quá, anh đã cẩu cái bình ga lên rồi. Chắc có lẽ là anh sẽ cẩu lên các bạn để dẹp cái bãi phía dưới cho nó gọn ha. Và anh sẽ dùng tới máy tời để mà tời còn một cái phần cầu tiếp nước ở phía, nằm ở phía bên dưới nước á, anh sẽ tời lên bờ ha.
Còn đây là những cái xuồng ghe chài các bạn, ghe chài giăng lưới gần khu vực cầu Phong Châu. Thì mấy anh thì bây giờ là chỉ có được tiếp gần, không có tiếp cận nơi khu vực lắp cầu phao được. Mấy anh chỉ vòng vòng khu vực ở phía trên đây thôi. Đây này. Tại vì mấy anh đã phân luồng không cho ghe cộ lại nơi gần nơi mà mấy anh lắp cầu phao ha. Chỉ có vòng vòng khu vực này thôi. Bây giờ trời tiếp tục lại mưa này các bạn. Và anh cũng đang cẩu một cái lan can cầu lên nè. Thì hiện tại mình cũng đang ngồi ngoài mưa luôn các bạn. Nhưng mà mình sẽ cố gắng, khi mà mưa lớn quá thì mình không thể nào quay được. Mưa mà nhỏ như thế này thì mình sẽ cố gắng quay và cập nhật những cái diễn biến hiện tại nơi đây cho mọi người xem. Trời bây giờ lại tiếp tục mưa nữa rồi các bạn. Và phía xe cuốc thì cũng vẫn đang cố gắng để mà đục đi những cái nơi trụ cầu ở phía bên dưới các bạn, để mà phá vỡ ra để xe cẩu trên bờ cẩu lên ha. Thì mưa mà mấy anh vẫn cố gắng miệt mài để mà làm việc. Đây các bạn, thì bị khuất cái góc này, nó sẽ bị khuất ha. Nhưng mà các bạn xem có thể nhìn thấy là khi mà anh nhận cái gạo là đây, cái chiếc xà lan rung lắc. Mà khi mà xe cẩu ở trên, mình nói lộn, xe cuốc đó các bạn, trên bờ thì nói chung là mọi thứ di chuyển nó rất là dễ dàng. Còn như ở phía dưới xà lan á, mỗi khi mà muốn di chuyển nó rất là khó các bạn. Tại vì nó không có cố định, xà lan luôn luôn lắc lư chao đảo ha. Nên cũng rất là khó cho anh xe cuốc. Anh cố gắng, trời mưa mà anh cũng cố gắng đục nè các bạn. Đục phá ra cho gớt những cái nhịp cầu ra mà mấy anh đã cắt mà chưa đứt ha. Thì hiện tại đã là 4 giờ rưỡi rồi các bạn. Và trời hiện tại thì tiếp tục mưa, với lại là mưa không ngừng luôn rồi. Thì mình cũng xin nhắc lại cái thông tin cho các bạn cũng như là mọi người đang quan tâm cầu Phong Châu ngay lúc này. Thì hiện tại nơi phía cầu phao thì đã cấm quay phim chụp ảnh rồi các bạn, nên mình không thể nào quay cầu phao cho các bạn người xem được. Nhưng mà mình sẽ truyền tải đi những cái thông tin cho mọi người đang quan tâm ngay lúc này ha. Thì cầu phao đã nối liền hai bờ Lâm Thao với lại bên Tam Nông đã được lắp xong rồi các bạn. Còn cái khâu mà em anh thử nghiệm nữa là chắc chắn là an toàn rồi. Ngày mai là xe có thể lưu thông qua cái cây cầu phao đó các bạn. Thì cũng như là cô chú anh chị nào thì có ở gần ở đây thì biết được cái thông tin này ha. Rồi có lẽ cái video mình cũng xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn mọi người trong những video tiếp theo. Ngày mai có diễn biến gì mới thì mình sẽ luôn cập nhật tiếp tục cho mọi người xem nha. Tại hiện tại thì trời cũng đang mưa các bạn. Với lại mấy anh cũng đã dừng hoạt động rồi.